Chiều nay, các đại biểu Quốc hội tham gia thảo luận tại tổ. Tại tổ đại biểu Quốc hội số 6 gồm các địa phương Đà Nẵng, Trà Vinh, Nam Định, Thái Nguyên. Các đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng đã có nhiều ý kiến thiết thực đối với dự thảo nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi, dự án luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Các đại biểu cho rằng, tuy nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp Quốc hội sửa đổi là quy trình, thủ tục tiến hành hoạt động của Quốc hội trong kỳ họp, nhưng có thể nói rằng những nội quy quy định của kỳ họp là yếu tố quyết định đến chất lượng của mỗi quyết định của Quốc hội trên cả ba lĩnh vực: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Về điều 14, quy định hình thức kỳ họp của Quốc hội, Phó chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng, việc họp Quốc hội theo hình thức trực tiếp và trực tuyến thời gian qua đã đáp ứng tình hình thực tiễn trong tình hình dịch bệnh, nhưng phải cần chính thức hóa bằng việc sửa đổi bổ sung quy định liên quan của luật tổ chức Quốc hội, nhằm đảm bảo tính công khai minh bạch mọi hoạt động của Quốc hội. Riêng về điều hành toàn thể các phiên họp của Quốc hội, thể hiện ở hai điều. Điều 18, thảo luận tại phiên họp toàn thể, và điều 19, chất vấn tại phiên họp toàn thể. Đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy cho rằng, thì trong dự thảo luật quy định rằng là ở cái điểm D khoản 2 điều 18 ấy, là người điều hành phiên họp mời đại biểu phát biểu không theo thứ tự đăng ký. Về vấn đề này thì tôi xin có ý kiến như thế này. Cái việc mà mời đại biểu Quốc hội phát biểu phải tôn trọng cái quyền đăng ký của đại biểu Quốc hội, gọi đúng theo cái thứ tự đã đăng ký của đại biểu Quốc hội. Nhưng mà riêng về cái thảo luận kinh tế, ngân sách thì có thể mời theo đoàn đại biểu Quốc hội để có được cái tiếng nói từ các cái địa phương, nên đưa vào cái nội quy kỳ họp cái quyền này của chủ tọa. Và về cái thời gian mà cho phát biểu hay chất vấn tranh luận cũng như thực hiện một số cái kỳ họp gần đây thì tôi cho là phù hợp. Và thời gian ngắn cũng chính là cái yếu tố để góp phần nâng cao chất lượng thảo luận tranh luận của Quốc hội. Bởi vì muốn bảo đảm được thời gian cho phép thì đại biểu Quốc hội phải tự đầu tư nghiên cứu, lựa chọn và chuẩn bị nội dung phát biểu thật là kỹ càng. Tại thảo luận tổ, các đại biểu cơ bản thống nhất về nội dung luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Song các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực nhằm góp phần hoàn thiện nội dung luật phòng chống rửa tiền sửa đổi. Cụ thể, tại điều 17 có quy định về cá nhân có ảnh hưởng về chính trị, khái niệm về đối tượng liên quan đến điều này chưa rõ ràng, hơi trừu tượng. Vì vậy, đại biểu Trần Đình Chung đề nghị cần phải có cái quy định rõ, cái tiêu chí để xác định cá nhân có ảnh hưởng về chính trị là như thế nào. Vì đây là một cái điều luật có tính chất nhạy cảm. Vì vậy, cần phải được quy định, xác định các tiêu chí rõ ràng để tạo thuận lợi cho các cơ quan chức năng trong việc áp dụng cũng như thi hành luật trong thực tế. Trong chương 3 về quy định trách nhiệm của các cơ quan trong nước đối với hoạt động phòng chống rửa tiền, cần nghiên cứu bổ sung thêm trách nhiệm của Thanh tra Chính phủ bởi vì thì hiện nay các văn bản liên quan đến phòng chống rửa tiền của Chính phủ thì đều phân công nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành, trong đó có Thanh tra Chính phủ. Cụ thể như tại quyết định số 941 của Thủ tướng ban hành ngày 5 tháng 8 về kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống rửa tiền, tài trợ phòng chống khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 21-25. Thì tại mục 3, các hành động nâng cao hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra giám sát, tại danh mục các hành động của quốc gia thì có chức năng nhiệm vụ cụ thể của thanh tra, đó là đưa cái nội dung liên quan đến công tác thanh tra về phòng chống rửa tiền vào định hướng chương trình thanh tra hàng năm của toàn ngành, chỉ đạo các bộ ngành có liên quan tăng cường thực hiện công tác thanh tra kiểm tra giám sát về phòng chống rửa tiền đối với tất cả lĩnh vực thuộc quyền quản lý của nhà nước.